Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình thứ ba 25 tháng 12 trên kênh 7 gồm có 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyền Đức Mô tô cảnh sát tập 19, 6 giờ phim hoạt hình Toon Disney, 6 giờ 30 phút chào ngày mới, 7 giờ tạp chí sức khỏe, 7 giờ 15 phút ngôn ngữ trẻ thơ, 7 giờ 30 phút em yêu khoa học cơ thể con người, 7 giờ 45 phút vì tuổi thơ, ngôi trường thân thiện, 8 giờ ca nhạc giới thiệu ca khúc mới, tình tự quê hương, 8 giờ 45 phút khéo tay hay làm, món ăn đêm Giáng sinh, 9 giờ thời trang và cuộc sống, 9 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam Bông Hồng Trà tập 3 và 4, 12 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Những Người Bí Ẩn tập 17 và 18, 13 giờ 45 phút nhạc thính phòng âm nhạc Hà Lan, 14 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Hàn Quốc Tìm Mẹ tập 14, 15 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam Nợ Đồng Lần tập 2, 16 giờ 10 phút ca nhạc Rộn Rã Noel, 17 giờ chiếu phim phim truyện Mỹ 7 ngày về quá khứ tập 3 và 4, 18 giờ bản tin kinh tế, 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo, 19 giờ bí mật gia đình, 19 giờ 30 phút bé khỏe bé ngoan, có cha có mẹ thì hơn, 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ chương trình chung sức, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút ký sự huyền bí sông Hằng, tối thứ ba phim truyền Mỹ món quà Giáng sinh, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút phim truyền tối thứ ba phần tiếp theo, 23 giờ 20 phút sức khỏe gia đình, 23 giờ 50 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao.